Thưa quý vị, đây là phần cuối của chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị, hình phạt hôm nay vô cùng đơn giản là ăn bánh su. Yeah. Ở đây có nhiều loại su. Yeah. Có loại là su kem, có loại là su cà na. Su. Su cà na. Su. Rồi, su cà na. Su. Rồi, su kem là gì? Thơm ngọt, mềm béo. Còn su cà na trong đó chứa gì tôi không biết. Sâu có đồ nữa. Nghe mùi gì nồng nặc quá. Mùi mắm tôm. Thôi. Mỗi thành viên đội chiến thắng sẽ đút cho mỗi người bên đây 3 cái. Ủa là hết xui hả anh? Thành xui. À được, chơi được. Chơi xui quá không được. Xin hãy chọn. Tôi sẽ đút cho Dương Bảo Lâm. Ê cái mùi thúi vậy. Em nghe rõ ràng quá. Mắm tôm hay sao á? Trời ơi, bánh thương mại với mắm tôm. Tôi sẽ đút cho Lê Dương Bảo Lâm một lần 3 cái. Tại sao vậy anh được? Tại vì Lê Dương Bảo Lâm hồi nãy kéo tôi rất là mệt. Sai miệng L nữa. Đúng không? Mà đối xử với anh như là gì? Sai miệng XL nữa. Không được nhắc tới đó nữa. Thắng rồi. Hôm nay thì về phía là em cho con em bú rồi nữa. Ủa đút vô miệng mắc mới gì cho con em bú gì là đó. Em nó bị té re, em không xứng em dỗ con em. Té re. Té re rồi lấy đồ nhét lại. Rồi vô. Ghê nha. Cắn cho không có đẹp phật. Nó thúi quá anh Giang nó đúng không? Nó thúi rõ nào. Anh cho không? Anh ăn thử đi. Ăn đừng cãi anh. Lên lên đi. Há miệng ra nè. Ha 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 ha. Nhai nhai. Tình anh đi. Ăn từng cái chứ ăn ba cái nó nguy hiểm lắm. Ăn từng cái nó đỡ hơn. Dạ không. Mùi gì mùi gì? Đừng có phọt ra nha. Mắm tôm rồi. Mắm tôm rồi đúng không? Bánh su thiệt không hay là tất cả đều ghê hết vậy? Được, nút trọng luôn. Lam ơi, được được, nhả đi. Được được, nhả em ơi. Su kem, su kem. Trời ơi, thật là hạnh phúc cho em. Không còn nhiều su kem với mình đâu. Ăn trước không mẹ. Không còn nhiều su kem. Chuẩn bị xẻo tới. Qua đây, ăn su cà na nè. Quăng vô chụp đi. Hả mẹ. Wasabi rồi. Dạ. Đổi đi anh. Ok. Ok. Rất thương. Không cho hửi nữa. Hửi nữa. Ok. Ok. Ăn. Cái đó ok đó, cái đó bình thường. Đó, cái đó bình thường. Ok mà ăn. Anh mà ăn vậy là Ngân chết rồi, tội nghiệp Ngân. Khi em ăn hết đồ ngon thì đồ dở bạn em ăn. Ăn miếng cho vui cho biết với người ta đi. Su cà na nha. Đầu tiên là mùi gì? Mùi gì vậy? Gì vậy? Mùi gì? Mùi gì biết kệ chứ. Nó là muối hột nè. Nó trộn với miếng mắm. Mắm ruốc. Em cắn trúng con ruốc. Em nghe cái sực mà nó hòa quyện cái kem nữa. Nó như cái sừng tố. Còn mới đầu là gì? Sừng đầu là su kem. Nè em chọn. Chọn á. Cho em chọn. Cái màu đỏ đi. Chưa. Cái màu đỏ đi. Chưa. Em lộn. Em thấy nó có sực màu đỏ rồi nè. Tương ớt thôi. Tương ớt thôi. Ngọc chọn em anh cục được. Ngọc chọn em. Mẹ ơi Ngọc hơn lắm á. Bé Ngọc chọn đi cưng. Rồi bốc ăn liền. Ăn liền. Ăn liền. Rồi bấm tôm luôn. Nè, xúc miệng, xúc miệng. Xúc miệng. Ê, ghê quá là mày. Trời ơi, ói mà giống như là người ta đề máy xe nha. Phun đó, phun đó. Cái gì vậy? Tại sao cái Ngọc? Nó mắm tôm nó Ngọc. Em làm sao thấy em biết được ở trong này cái nào như cái nào. Rồi, mà. Tiếp theo. Hết chuyện Ngọc chọn cho Vanh đi Ngọc. Em không biết là nó rồi. Em xin phép được giảm biên chế dòng này đâu em. Tiếp theo. Con ơi, chị chơi đi với ra, em. Đi ra. Rồng ơi anh, như vậy nữa. Người yêu tin đồn. Cặp cú đi chở rồi kinh doanh. Em thật sự thì em nhắm mắt em chọn đại nha. Ông còn dư âm. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Rồi em nhắm mắt. Em nhắm mắt em chọn đại.
trúng cái nào thì ăn cái đó thôi. Trời ơi, cái mùi cái đừng có cho ăn mấy cái này, nó ghê quá. Ăn em ơi, ăn em ơi. Ghê quá. Trúng cái nào thì ăn cái đó em ơi. Gặm đi, gặm đi rồi. Ok. Ăn cái đầu chết luôn đó. Chuẩn bị. Trời ơi, chú. Chuẩn bị nè, chuẩn bị kêu tên Nguyễn Thị Huệ nè. Chuẩn bị kêu tên Huệ nè. Huệ. Ngã đi anh ơi, ngã đi. Đó, thấy không? Mấy người này là fan của chị Huệ không à? Huệ. Huệ. Cho ăn cái này nó trước. Xúc miệng đi, xúc miệng đi. Ngon ơi, vô đây Ngon ơi. Chưa, chưa ba cái luôn mà. Trời ơi, thúi quá, thúi. Trời ơi, hai người bị dính. Em là như em mập nữ vậy đó. Ăn anh mắm tôm chung cái này ghê thiệt chứ. Em tưởng sô-cô-la bóp cho ổng. Rồi, ổn, 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 ổn à. Ổn à. Quệ nữa hả? Ổn à. Em mới nghe cái rộp. Có muối hột không sao, không sao, muối hột hả? Muối hột hả? Phải muối hột. Ăn thì bị tăng huyết áp xíu đâu gì á. Phải muối hột, muối hột được. Muối hột hả? Ok. Anh Lâm ơi, sao anh Lâm? Trời ơi, xanh mặt luôn kìa. Em ốm thấy rõ luôn á em. Ngon. Ok, ổn, 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 ổn. Ổn. Thúi không? Chắc chắn. Ông đại ai biết. Wasabi. Ngân, vô đây. Hả miệng, hả miệng. Chị chọn. Vô đây. Ngân. Em nghe là em thấy đau bụng tới rồi. Có thể cho em một tỉnh ngầu được không? Thúi lắm, không có ai vô là chọn luôn đi. Có thể cho em một thỉnh cầu được không? Cho em ba cái một lần được không? Được. Wow. Em chọn ba cái. Không, em không cần anh chọn, chị Ngọc chọn cho em. Này, anh nghe nè, em phải lấy ba cái ba mùi nó mới ba đã. Ba cũng vô chỗ. Đó, chết nè. Wow. Em có xô được không? Wasabi trộn mắm tôm ngon à. Trời, em có xô. Rồi, vô, ba cái vô. Ba miệng, thả miệng ra. Ba cái vô chỗ. Xếp lại, xếp lại. Rồi, ok. Ok, wow. Không hề có một cái gì luôn. Cái dễ ăn nhất. Cái gì? Yên tâm đi. Wow. Chị em với nhau không mà không lại hại nhau. Còn cái nữa. Còn cái nữa, ăn luôn đi em. Ba cái là mà. Không hết. Hết, miệng hết mà. Nếu mà nói lại nó đâu có dài bao nhiêu anh, đâu em mà. Em ăn phụ ăn cục. Anh đừng ăn phụ em cục. Cắt bé xôi. Cắt bé xôi. Cắt bé xôi đi. Ôi, nhìn cái xô thấy gớm quá. Thưa quý vị, ngày hôm nay cảm ơn rất nhiều quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chúng tôi sẽ phát sóng chương trình vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah 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 yeah.